Nếu bạn đang tìm cho mình một vài phụ kiện thể thao với chất lượng tốt nhất và uy tín, hãy liên hệ shop Móm TV qua số điện thoại hoặc Zalo 0376993106. Với các sản phẩm chủ lực như bộ gối chức năng CS 360 độ, sản phẩm chuyên bảo vệ khớp gối và dây chằng, bóng chuyền thằng lòng chính hãng với đủ loại, lưới bóng chuyền Anh Việt đã khẳng định chất lượng trên thị trường cùng một số sản phẩm khác, hãy liên hệ số điện thoại hoặc Zalo Móm TV 0376993106 để được tư vấn. Móm TV uy tín là trên hết. Chào anh em, như vậy thì Móm vừa hoàn thành 19 ngày cách ly tại trung tâm cách ly bệnh nhân COVID-19. Và khi mà Móm làm video clip này, tức là Móm đã về nhà và edit lại những cái thước phim mà Móm đã quay lại trong quá trình cách ly để gửi đến anh em, để anh em cảm nhận được phần nào cái quá trình chống chọi lại với cái bệnh COVID-19 mà Móm vừa trải qua. Thì đây là lúc tầm khoảng là 7 giờ sáng, thì Móm không biết đang nói nhảm cái gì đó. Đó. Nhưng mà Móm biết rằng là 7 giờ sáng thì những anh em sẽ xuống chơi thể thao, bất cứ cái môn gì mà có thể đổ mồ hôi được, giúp cho chúng ta khỏe khoắn, chống lại cái con virus COVID-19 nó đang diễn ra trong con người của Móm cũng như là những cái bệnh nhân ở đây. Đó, thì lúc này nó nhảm cái gì cũng không biết nữa, chắc là review cái cầu thang rồi. Đó, anh em nhìn thấy không? Chắc là đang nói giờ, mặc dù cái tay không có cái đồng hồ. Má diễn sâu vãi luôn anh em à. Đó, thì lúc này thì Móm xuống lầu 1. Thì anh em biết á, lầu 1 thì là những cái bệnh nhân mà lớn tuổi. Đó, thì trung tâm sẽ bố trí cho những cái bệnh nhân này ở lầu 1 để tiện bề chăm sóc. Còn như thanh niên á, thì ở lầu 2, lầu 3. Đó, thì nước, nôi rồi cho tới rác thải đều được xử lý nha anh em. Đều cách ly ra bên ngoài hết. Trong đây là nồng nặc là mùi COVID luôn. Hôm lúc mà quay clip này, hình như là đây là cái ngày thứ ba Móm ở trong khu cách ly. Thì mọi người biết rồi đó, đó, cái nước thải nó rất là dơ mọi người thấy không? Nhưng mà lúc này thì Móm bị mất khứu giác và vị giác rồi. Có nghĩa là không có ngửi được cái gì và ăn thì cũng không nghe được vị gì cả. Đó, cho nên là mình không nghe được cái mùi hôi của cái nước này đâu. Gần về nó mới hôi mọi người, gần về có khứu giác là mới là hôi. Đó, một số cô bác thì thấy Móm lạ lạ, tại sao mà có một cái thằng cầm camera là đi quay này nọ các thứ. Nhưng mà có anh em nhận ra Móm, mọi người. Đó, thì lúc này thì Móm đang di chuyển ra ngoài khu tập thể thao. Đó, một số bệnh nhân thì họ ra tranh thủ họ tắm nắng để diệt Covid. Rồi, để xem cái hành trình cách ly Covid-19 của Móm như thế nào. Thì Móm mời anh em chúng ta cùng theo dõi hết cái đoạn video clip sau đây nhé. Đây là một video clip cực kỳ ý nghĩa đối với Móm luôn. Rồi, theo dõi nào. Đây là khi ra sân thì mỗi buổi sáng thì những cái thành viên, những bệnh nhân COVID-19, các bạn nhìn thấy không ạ? Thì chỉ chơi những cái trò chơi vận động nhỏ. Lúc này thì chưa làm sân banh mọi người. Đúng rồi, lúc này là chưa làm sân banh. Chơi là chơi chuyền banh, chuyền khỉ. Đó, thì để đổ mồ hôi thôi. Làm đủ mọi cách để đổ mồ hôi. Thì khi mà đi cách ly á, thì Móm có đem theo quả bóng 7.400. Đó. Còn đây là những cái lúc mà làm sân banh rồi chơi thể thao nè. Đây là những em học sinh cũng bị cách ly đến từ xã Mỏ Công, Trà Vông. Một tình huống đóng dấu. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là vui luôn. Bà con ở đây, cô bác ở đây đều là bệnh nhân COVID hết. Và họ cũng hào hứng khi xem các bạn thanh niên chơi thể thao. Đó, thì Móm chịu cực cầm camera đi quay cho mấy em này này. Quay từng phân cảnh nè. Từng bạn một được lên hình hết. Đây là đến lượt Móm đánh. Trời đất ơi, đập trái banh trúng trắng rồi, không biết trái banh rớt đâu, ngáo ngơ ngáo ngác nhìn. Đây là em Bình thật thà, trẻ tuổi nhưng đánh cũng khá là tốt mọi người. Đó, chịu cực cầm cái camera. Đây là em Xuân. Đó, thì vào đây thì trước lạ sau quen, trước sau gì cũng quen. Đó, lạ thì cũng mới quen thôi. Trời đất ơi, đập bóng kìa mọi người. Đó, thì cái video clip này chỉ là kỷ niệm thôi. Thì ngoài các bạn trẻ chơi thể thao thì các cựu chiến binh, các chú lớn tuổi cũng chơi. Đó, thì mọi người đang nhìn thấy ở đây là hai chú lớn tuổi. Thì Móm cũng có trao đổi thì hai chú này cũng đã gần 50 rồi. Đó, một bên thì áo xanh và một bên là áo đỏ. Đó, thì Móm rất là ấn tượng với bác áo xanh phía bên kia mà các bạn đang theo dõi đó. Bởi vì bác ấy lớn tuổi rồi mọi người.
Tuy nhiên thì cái kỹ thuật bún bóng của bác rất tốt mọi người. Thật sự là như vậy luôn á, rất là tốt luôn á. Đó, thì một tí xíu sẽ có vài cảnh mà bác thị phạm cho mọi người xem. Đó, các bạn thanh niên khá là bất ngờ với cái khả năng bún của bác luôn á. Thì thấy các bạn thanh niên chơi á, thì hai bác này cũng muốn vào sân chơi nhưng mà hai bác quyết định là solo. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Thì cái khu cách ly này á, thì mọi người biết rồi đó, thì có già trẻ lớn bé trai gái đều tập trung vào đây hết. Đó, thì ai cũng vô tình thôi thì bị nhiễm Covid. Ở đây thì là cái khu cách ly F0 không triệu chứng, hay nói cái khác là nó nhẹ đó mọi người. Còn hạ nặng thì người ta đã đưa lên tuyến trên rồi. Đó, thì hai chú chơi rất là nhiệt tình luôn. Mấy em nhỏ và bà con cô bác thì bu xung quanh coi. Ây chà chà, còn đây là một cô bé mới 7 tuổi thôi. Trời đất ơi mọi người ơi, tên là My, cực kỳ dễ thương luôn. Người Việt nhưng mà có like cam á mọi người, cho nên là mọi người nhìn thấy là từ cái cặp mắt cho chân mày cho lông mi rất là to, đặc biệt là cặp mắt rất là to, cực kỳ dễ thương. Và cô bé này rất là mến mớm mọi người, cứ đi theo mở kênh lên, cho nên là mớm quyết định là phải quay cô bé này, dễ thương lắm, đi theo mớm miết thôi đó, cho dễ thương cực kỳ luôn. Mớm thích cô bé này cực kỳ ở trong khu cách ly luôn á. Trời đất ơi, mới ốp ước á, là có cô con gái mà tóc xoăn mà mắt to như thế này thì đẹp biết mấy. Trời ơi, tại vì mới mất khí mà. Các bạn nhìn thấy dễ thương không? Ăn kẹo sao mà để răng súng hết rồi. Trời đất ơi, con mắt to thật sự luôn, con mắt to thật sự anh em à. Lúc này thì cô bé còn ngại cái đứng trước ống kính. Nhưng mà hy vọng thì cô bé sẽ khỏe hơn, hết bệnh. Và sau này lớn lên thì sẽ được coi cái clip này của mớm. Thì sau khi mà chơi thể thao xong thì mớm cùng với anh em thì lên trên. Nhưng mà anh em biết không, mặc dù cách ly nhưng mà trông ngóng lắm. Mỗi lần mà có cái bản thông báo dán những cái bệnh nhân nào được về là trong lòng mình nôn nao lắm. Mặc dù mới vào cách ly có mấy ngày thôi. Đó, nhìn các bạn ơi, trước mặt là chú Mãi Đỉnh đó, chú Mãi Đỉnh TV mà chúng tôi gọi đó. Còn bây giờ thì mớm nhìn nha, các bạn nhìn thấy nè, đây là những cái bản thông báo nè. Đó, nhóm tự cách ly y tế tại nhà, cái này là người ta cho về. Còn đây là danh sách lấy mẫu, tức là xét nghiệm định kỳ đó mọi người. Ai âm tính thì được về, còn ai dương tính thì tiếp tục ở lại điều trị. Đó, rồi, sau khi mà không có tên mình, mặc dù là biết không có rồi đó, nhưng mà coi cho nó đỡ buồn vậy thôi. Rồi, đi lên phòng. Đó, lơn tơn vậy đó. Mọi người thấy cái bóng của mớm không? Mớm thì ở lầu 3. Lóc tép tép cầu thang đi lên. Ở đây thì nói chung là cơm nước thì nhà nước lo đầy đủ mọi người, ba bữa sáng trưa chiều, đầy đủ dinh dưỡng cho anh em luôn. Nhưng có điều là do mình mất cái vị giác từ khứu giác thì thành thử ra là mình ăn mình không có cảm nhận được cái vị ngon. Nhưng mà những ngày gần cuối về có là vị giác khứu giác, u là trời, ăn quá trời luôn mọi người. Thật sự có ngày mớm ăn tới 4 gói mì và 3 phần cơm, là mọi người biết nhiều cỡ nào đó. Còn đây là quay trúng ông Dương Linh, trời ơi, ông thằng vợ bơm. Thì mấy anh em chơi xong ai nấy đổ mồ hôi, đó đó, bóng lưỡng cái bụng nhàn TV rồi mọi người thấy chưa. Trời đất ơi, nó đặc biệt danh hết rồi. Thằng nhàn TV thì nó kêu bằng thằng chăn bò à. Còn mớm thì nó kêu anh giàu ỉa. Đó, mọi người thấy không. Trong đây thì có vài cô chú cũng nôn nóng để về. Thằng nào nấy chơi thể thao xong đổ mồ hôi quá trời quá đất rồi. Lúc này biết nó nhảm cái gì cũng không biết luôn nữa. Tại cái video clip mà mớm quay, mớm tắt tiếng hết, mớm lầm tiếng vào. Lúc này thì cô y tá lên phát thuốc. Thì hôm bữa thì mớm có nói là mớm có triệu chứng là kiểu như sốt á, rồi ho. Thì bên trung tâm người ta cho mình một cái phần thuốc có ghi họ tên đàng hoàng. Đó, có liều uống, giờ uống đàng hoàng. Đó, thật ra thì mớm muốn có vài liều thôi. Rồi, chuyện gì đến cũng đến. Thì cuối cùng gần 19 ngày mọi người, đây là cái ngày thứ 19 nè, cái ngày cuối cùng buổi chiều nè, thì mớm đã có được thông báo được trở về nhà và cách ly 7 ngày. Và kết quả xét nghiệm PCR của mớm là mớm âm tính, hết bệnh đó, nó thẳng là hết bệnh Covid rồi mọi người. Thì lúc này là mớm đang di chuyển ra xe nè, di chuyển ra xe sau khi mà mình đã bye bye tất cả những người quen biết ở trong khu cách ly. Thì mình di chuyển ra xe, không biết nói nhảm cái gì ở đây á, nhưng mà mớm đã tắt tiếng video clip rồi. Thì khi mà mình di chuyển ra xe thì mọi người biết đó là cái không khí nó cũng khá là buồn, bởi vì có một số cô chú họ test 2-3 lần rồi nhưng mà họ vẫn dương tính, họ chưa âm tính, và họ ở lại, và thậm chí có trường hợp họ ở lại cả tháng trời luôn mọi người. Cả tháng trời luôn, không được về. Chứng kiến những người ta vào người ta ra, người ta vào người ta ra, mà mình cứ ở lại thì rất là buồn. Đó, thì ở đây thì
kích mốm ở tổng cộng ở đây là 19 ngày. Đó, thì lúc này thì cái anh bác sĩ đang đọc tên từng người ra. Rồi tới tên của mốm, mốm đi nè. Lúc này thì mốm có cảm ơn bác sĩ. Đó, cảm ơn bác sĩ. Sau đó mốm lại vẫy tay chào bác sĩ, chào em bảo vệ. Sau đó vào xe. Đó, thì chiếc xe này là xe không đồng nha mọi người, xe từ thiện. Đó, vào xe thì vẫn không quên gửi lời cảm ơn bác sĩ. Đó, thì lúc này thì cũng đang liên tiếp cũng trao đổi. Cuối cùng thì cánh cửa khép lại. Như vậy thì hành trình cách ly của mốm là như thế, 19 ngày mốm đã chiến thắng Covid-19. Đó, chúc anh em sức khỏe và nhớ là thực hiện tốt các quy định, các nguyên tắc, đặc biệt là nguyên tắc 5K nhé. Chúc anh em sức khỏe.